Xin chào mọi người, mình là Ly. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ruộng xem bắt cá lòng rồng nha. Các bạn hãy cứ theo mình xem bắt cá lòng rồng nha, thú vị lắm á. Bè lòng rồng đó, bè lòng rồng đang bơi kìa. Kéo bê lồng gồng nè. Thôi kéo bê lồng gồng này nha. Bé, tôi cầm cái bút đây. Cái túi này không có gì nữa. Mày cá lồng rồng đó. Dính mày lồng rồng luôn, mày lồng rồng ngồi lâu lắm rồi đó ha, mày có thấy mày lồng rồng. Kinh cũng cạn mà đâu có sâu đâu bài. Ê, dỡ lên, yeah, dính nhóc luôn. Đã quá. Bài chắc mới đi kéo lần đầu quá. Ê, đừng nó ra kìa. Mà uổng quá không dính được hai cá bự. Thế vậy chứ mà nhiều quá hén. Đã quá. Wow, bầy lồng rồng. Lồng rồng này đó, co tiêu ngon lắm nè. Ê, cái này mình bỏ vô buông sống không? Không sống hén. Tôi thấy ham quá trời luôn kìa. Lo gì cũng lo, mắt nó dép. Cái điện thoại với mất tiền cơ mày không lo. Cái đôi gì? Mắt cái bà. Ghét. Cái gì? Mình bà. Wow. Mình tao bỏ luôn, con này tao tóc con này luôn. Ừ. Ơi, cho nó chạy qua mấy bên đây. Để có cái gỗ trong cái xô nè. Không được, chết mình đi ham quá hả? Cái này ừ, lấy cái đó ra đi bé. Rồi. Không nước cũng chết hết sao mày? Cái này mình đâu có mặn đâu phải không? Mình chỉ cần rửa mình kho phải không? Lần á. Rồi. Cái mê không? Cái này chắc khoảng được 300 gram à.
Trước khi chào tạm biệt mọi người thì mời mọi người hãy ngắm hoa của nhà mình nha. Và mọi người ơi, ủng hộ mình bằng cách là comment, chia sẻ video và nhấn kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.